Chào tất cả anh em đam mê nhé. Hôm nay mình có bắt được anh con chó săn thú to anh em nhé. Chủ kia là bảo là săn lợn, săn hoáng anh em nhé. Mình có bắt về. Chó rất đẹp anh em nhé. Chó đầu mặt rất đẹp luôn, chân tay cũng đẹp anh em nhé. Tay đầu đây anh em. Chó rất đẹp anh em nhé. Đây nha. Chân trước chân sau. Mấy nó còn hơi sợ người anh em nhé. Mấy đây, đầu mặt đây nha. Ngực rất nở anh em nhé. Lông cũng đẹp nha anh em nhé. Đầu thì rất đẹp luôn. Mình bắt khá là nhiều tiền về anh em nhé. Chó hiện tại là không chuyển nhượng anh em nhé. Có khi là vẫn chuyển nhượng nhưng chắc một thời gian để mình đi test xem nó thế nào đấy anh em. Anh em nào quan tâm thì đăng ký kênh của mình, theo dõi mình nhé. Nào nếu có nhượng lại thì mình báo cho anh em nhé. Đây, ngực rất lở anh em nhé. Chó thì chắc là khả năng là đi khỏe đấy nhé. Ngực nở nha, chân tay thon gọn đẹp nha anh em nha. Đầu rất đẹp luôn, đầu thủ đẹp luôn, lông lá đẹp. Anh em nào quan tâm thì đăng ký kênh của mình nha. Và để ý nha, xem nào mà mình muốn chuyển nhượng lại thì mình sẽ báo anh em nha. Chủ kia thì bảo là chơi cả cầy nhá anh em nhá. Chơi cầy mèo thôi nhá, bảo anh em ở trên kia thì chưa không có cầy gì khác ngoài con mèo, hoặc cầy mèo với lại con hươu với lợn nhá anh em nhá. Con này là con đầu đàn nhá anh em nhá, mình bắt về nhá. Con đầu đàn của người ta nhá. Anh em có việc đang vội tiền nên anh em bán lại cho mình nhá. Nhìn thế này hơi lùn nhưng mà bên ngoài thì cũng vừa vừa thôi anh em. Rồi, chào tất cả anh em nhé.